Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi số 3, gồm có 6 ý như sau. Ý thứ nhất, xin ban giải đáp giải thích giúp cho tôi hiểu về ý nghĩa, hình ảnh và trang phục của vị thần Kim Cang mà chùa Thiền Tông Tân Diệu đã dựng lên bằng bức tượng phù điêu rất hiên ngang phía trên cao là gì? Ý thứ hai, sức mạnh vô đối của vị thần Kim Cang tới cỡ nào mà có thể hộ trì chánh pháp Thiền Tông của Đức Phật dạy nơi thế giới này? Ý thứ ba, ai có nhiệm vụ quản lý và giúp đỡ thần Kim Cang trên lộ trình hộ trì chánh pháp Thiền Tông? Ý thứ tư, vị thần Kim Cang làm việc và hoạt động trong tổ chức nào? Ý thứ năm, vị thần Kim Cang ở đâu? Ý thứ sáu, mỗi nhiệm kỳ làm việc của vị thần Kim Cang là bao lâu? Câu hỏi này của anh gồm 6 ý. Tôi xin trả lời theo các ý như sau. Ở ý thứ nhất, trang phục của vị thần Kim Cang là phải hiên ngang, nên mới gọi là vị thần Kim Cang bất hoại. Tay phải cầm chài Kim Cang là chài đánh bất cứ ai, dù có cứng cỡ nào cũng phải tan rã ra. Đây chính là oai dũng của vị thần Kim Cang chuyên gìn giữ pháp môn Thiền Tông của vị Phật cho công bố ra. Còn ở ý thứ hai, trong các loại thần, chỉ có vị thần Kim Cang là có sức mạnh cao nhất. Vì vậy mới hộ trì chánh pháp Thiền Tông của Đức Phật dạy nơi thế giới này được. Bởi vì ở thế giới âm dương, khi con người văn minh lên cao, vật chất được dồi dào, thì âm thịnh dương suy, đây là lúc đạo Phật bị các vị cô hồn chiếm lấy gần hết. Nên pháp môn Thiền Tông của Đức Phật dạy phải cho công bố ra, để những người có kiến thức khoa học vật lý biết. Vì vậy, cho nên những người không có đầu óc khoa học vật lý thì họ sẽ tìm cách dẹp bỏ pháp môn Thiền Tông học này. Kế đến là ý thứ ba. Ở trái đất này có nhị vị thần chủ và thần mẫu lập ra 10 ban thần, trong đó có ban thần Kim Cang. Vì vậy, ban thần Kim Cang do nhị vị thần chủ và thần mẫu quản lý. Các vị thần Kim Cang chỉ chuyên hộ trì chánh pháp Thiền Tông mà thôi, chứ không có hộ trì gì khác. Tiếp theo là ý thứ tư. Vị thần Kim Cang làm việc và hoạt động dưới sự kiểm soát của nhị vị thần chủ và thần mẫu. Mời anh đọc lại hai ý hỏi tiếp theo vừa rồi. Vâng, tôi xin đọc lại hai ý câu hỏi số 3 của tôi. Ý 5, vị thần Kim Cang ở đâu? Ý 6, mỗi nhiệm kỳ làm việc của vị thần Kim Cang là bao lâu ạ? Ở ý thứ 5 này thì vị thần Kim Cang ở trên trái đất này. Rồi ý thứ 6 thì vị thần Kim Cang làm việc không có nhiệm kỳ. Bởi vì khi ban thần Kim Cang được lập ra, các vị làm suốt cho đến khi nào mà trái đất bị loài người hủy diệt thì mới thôi. Rồi xin mời anh hỏi tiếp ạ.